Hoàng Thư xin được kính chào quý khán giả. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đau thần kinh tọa là một bệnh khá phổ biến trong các bệnh lý về thần kinh cơ xương khớp. Và đây cũng được xem là một bệnh lý khó điều trị dứt điểm và gây ra rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt và công việc nếu như chẳng may ai mắc phải căn bệnh này. Thậm chí là họ sẽ có nguy cơ bại liệt nếu như mà điều trị muộn. Như vậy thì nguyên nhân gây nên tình trạng thần kinh tọa là do đâu và phương pháp điều trị thì như thế nào? Trong chương trình trực tiếp bác sĩ gia đình sáng hôm nay, chúng tôi sẽ cùng trao đổi với bác sĩ về chủ đề đau thần kinh tọa và biện pháp phòng trị nhằm giúp cho người bệnh hiểu đúng và nắm rõ thông tin về bệnh thần kinh tọa để có cách chọn lựa phương pháp điều trị hiệu quả. Thưa quý vị, chương trình được truyền hình trực tiếp từ lúc 10 giờ cho đến 10 giờ 50 phút trên kênh BTV1 với sự đồng hành thực hiện của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh. Và vị khách mời tham gia với chương trình cũng đến từ đơn vị này, Hoàng Thư xin được giới thiệu bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc sẽ cùng trao đổi với chúng ta trong chương trình hôm nay. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Và như thường lệ thì trước khi đến với phần trao đổi với bác sĩ Kim Ngọc, chúng ta sẽ cùng dành một ít phút đầu tiên của chương trình và theo dõi một phóng sự ngắn. Yquin quê ở Đắk Nông, trên sống bằng nghề làm rẫy. Mới bước sang tuổi 34, nhưng hơn 2 năm nay Yquin đã bị mắc chứng đau lưng. Theo hồ sơ bệnh lý thì Yquin bị thoát vị đĩa đệm, chèn ép dây thần kinh và đã biến chứng sang thần kinh tọa. Căn bệnh làm Yquin mất ăn mất ngủ, không thể vận động và làm việc như người bình thường. Từ khi đầu là không làm gì hết, không làm gì hết. Nói chung ăn uống thì nó cũng không ăn uống được như bình thường. Nó đau vào trên cổ về tới lưng. Khi nó đau là cũng khó chịu lắm. Đôi lúc cũng phải nằm ngửa, cũng không ngủ được luôn. Sau đó cảm thấy nó cũng mệt mỏi lắm, cuộc sống cảm thấy nó không như người bình thường mình, nó tuyệt vọng lắm. Nói chung là bất lực, không muốn sống nữa, nó chán nản trong cuộc sống. Thưa quý vị, và qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được rằng tình trạng bệnh lý đau thần kinh tọa thì ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý, đến làm việc, đến cuộc sống của người bệnh nữa. Như vậy thì thưa bác sĩ Kim Ngọc, đau thần kinh tọa là gì và cái triệu chứng nào để mà mình nhận biết rằng đây là đau thần kinh tọa chứ không phải là những cái triệu chứng đau khác? Chào MC Hoàng Thư và chào quý vị khán giả xem đài. Cái đau thần kinh tọa thì mình nghe nói rất là nhiều rồi, nhưng mà để hiểu rõ cái thần kinh tọa là như thế nào thì hầu như là mọi người cũng biết là ở đau lưng mà xuống chân là đau thần kinh tọa, nhưng mà mình cần phân biệt với những cái bệnh lý khác. Dây thần kinh tọa nó là một cái dây thần kinh lớn nhất và dài nhất trong cơ thể của chúng ta. Nó đi từ cái thắt lưng, lan xuống mông, xuống đùi, xuống bắp chân và đi ngang qua cẳng chân và xuống bàn chân. Trong y học á, người ta không gọi là thần kinh tọa mà người ta gọi là dây thần kinh hông to. Nhưng mà dân gian người ta gọi là dây thần kinh tọa. Dây thần kinh hông to này là nó là chi phối và nó điều khiển hết tất cả mọi hoạt động của hai chân của mình. Cho nên khi mà mình chấn thương cột sống hay là mình bị tổn thương từ vùng cột sống thắt lưng á, thì có thể là yếu hoặc liệt hai chân, đó là do dây thần kinh tọa, thiên kinh tọa đó. Triệu chứng của khi mà mình triệu chứng mà mình biết mà mình đau dây thần kinh tọa là có một số người là đau lưng, có một số người thì người ta đau mông, người ta không đau lưng mà người ta đau mông, hoặc là đau từ mông đổ xuống chân, hoặc là có một số người đau từ cái đùi đổ xuống hai chân thôi, có người một chân, có người hai chân, hoặc là người ta không đau gì hết, người ta chỉ đau có bắp chân thôi, hoặc là người ta cũng không có cảm giác gì từ lưng xuống chân mà người ta chỉ có cảm giác là tê hai bàn chân. Nhưng mà khi mà đi khám hết rồi không ra bệnh, nhưng mà khi mà đi chụp một cái cộng hưởng từ MRI thì thấy là cái thoát vị đĩa đệm nó chèn ép vào cái chùm đuôi ngựa, người ta cũng gọi là dây thần kinh tọa đó. Dây thần kinh tọa nó nôm na nó cũng giống như cái chùm đuôi ngựa vậy đó, thì mình tưởng tượng nó ra ha, nó đi theo từ lưng này, nó xuống mông này, nó xuống đùi, xuống hai chân của mình. Nó tẻ ra hai nhánh. Có một số người nếu mà chèn ép bên phải thì nó sẽ đau ở chân phải, chèn ép bên trái thì nó đau chân trái, tùy theo cái mức độ, chứ không có phải là ai cũng giống ai. Cứ thần kinh tọa là đau hai chân, không phải, tùy theo. Và để mà mình cũng cần phải đi, khi mà mình có những cái dấu hiệu đau giống như tôi nói thì cần phải đi khám để mình xem thử là mình có bị siêu van tĩnh mạch hay không, hoặc là mình có bị tiểu đường nó làm tê hai chân hay không. Mình phải loại trừ những cái bệnh khác đó đã. Nếu mà không phải đó thì mình phải tầm soát cái lưng, mình xem thử coi, tại vì cái gốc nó nằm từ cái lưng, nó mới chèn ép ảnh hưởng cái dây thần kinh đó, nó mới ảnh hưởng xuống cái chân của mình. Như vậy thì
nguyên nhân nào nó gây nên tình trạng bệnh đau thần kinh tọa, có phải rằng là do mình làm việc sai tư thế hay không ạ bác sĩ? Nguyên nhân thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà đối với những người mà trung niên và lớn tuổi thì đa phần nó do quá trình thoái hóa của địa đệm, thoái hóa của đốt sống, nó gây ra, nó làm tổn thương cái vùng cột sống thắt lưng thì nó ảnh hưởng cái dây thần kinh tọa. Còn đối với những người trẻ là đa số hàng đầu là do là sai tư thế, với lại do cái cách làm việc của họ đó, họ cứ làm việc trong một cái môi trường mà ít vận động, ít thay đổi cái tư ít thế, vận động ít thay đổi tư thế, nó làm cho các cái cơ bám ở cái xung quanh cái cột sống nó bị yếu đi, thì nó dễ dẫn tới cái thoát vị đi đệm. Và cái nguyên nhân mà do từ bên trong đó là nguyên nhân từ bên ngoài, còn nguyên nhân từ bên trong thì thông thường á thì nó do là cái thoát vị đi đệm là chiếm đa số. Thoát vị đĩa đệm có nghĩa là đĩa đệm á, thay vì nó ở vị trí bình thường của nó giữa các cái đốt sống đĩa đệm nó xếp chồng lên nhau, nhưng mà do là cái tư thế sai thì đĩa đệm nó không còn ở cái vị trí đó nữa, nó thoát ra bên ngoài, nó đè vào, nó đi vào trong cái ống sống đó, nó làm chèn ép vào cái dây thần kinh tọa đó. Đó là nguyên nhân hàng đầu. Còn nhiều nguyên nhân khác như là bị lệch đốt sống, thì đốt sống này nó phẳng như thế, nó như thế này, bây giờ nó bị lệch, nó bị trượt sang một bên rồi, nó cái trượt này nó đè vào cái ống sống rồi, nó làm cho hẹp. Hoặc là mình chấn thương cột sống, hoặc là mấy cái gai cột sống, hoặc là thoái hóa cột sống, nói chung rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân hàng đầu là do thoát vị đĩa đệm. Dạ. Như vậy thì liệu rằng là đối với vấn đề điều trị thì cái bệnh thần kinh tọa nó có nguy hiểm lắm không đến với sức khỏe của người bệnh, và đặc biệt là những cái biến chứng mà nó gây ra đối với cơ thể của người bệnh là gì bác sĩ ạ? Thật sự á, đau thần kinh tọa người ta nói là mỗi lần đi mà người ta đi cà nhắc á, hỏi là bị bệnh gì đó, người ta nói là tôi bị đau thần kinh tọa đó. Mà cái bệnh tôi có trị có hết đâu, tôi đi hoài, giống như trên phóng sự vừa rồi cái anh người dân tộc đó, ảnh là đi đắp lưng là đắp thuốc mà giờ phỏng cái nó để lại cái nó để lại là cái thẹo bây giờ đó. Yeah. Nhìn nó ghê lắm đó. Do là không biết mà đã trên vùng sâu vùng xa nữa, cho nên là cứ đi đắp thuốc chứ không biết về cái nó bị như thế này. Nhưng mà khi đã biết đó, mình là đi nhiều nơi quá rồi đó, đi cứ cà nhắc mà rồi đi riết rồi cảm thấy nó yếu, bắt đầu nó liệt hai chân. Có một số người nói là bây giờ tôi đi yếu lắm, tôi tuy là còn trẻ vậy đó chứ mà bây giờ nói tôi lại đi xa hay tập thể dục là thôi tôi chịu thua rồi đó. Cái biến chứng của nó đem lại rất là ghê, tuy là mình còn trẻ nhưng mình vận động bình thường không được. Hoặc là đối với những người lớn tuổi cứ nghe đầu đi đó thì nó sẽ làm lâu ngày cơ rồi nó teo lại, nó teo thì nó sẽ làm yếu cơ, có thể là nó gây ra liệt hoặc là tàn tật, có thể là ngồi xe lăn. Có một số người nặng nữa là bí tiêu tiểu tiện phải đặt ống thông. Thì bây giờ hiện tại trong phòng khám của chúng tôi thì có một cái cô đó mới bị đau xuống chân thôi là qua Singapore phẫu thuật, sau cái phẫu thuật xong rồi bây giờ là tiêu tiểu là phải có một cái ống xong á. Thì cái đó là phẫu thuật thì 50-50 mà có thể có nhiều người phẫu thuật ra người ta vẫn khỏe mạnh bình thường tốt, nhưng mà đáp ứng á, nhưng mà có nhiều người phẫu thuật ra thì người ta là thất bại, như trường hợp của cô đó. Tuy là ở nước ngoài, nhưng mà trước phẫu thuật là đều phải ký cam kết hết là 5 năm rồi. Đó. Rồi phải có một người chăm cổ rất là cực, tắm rửa, ăn uống sinh hoạt rồi phải nói chung rất là khó khăn. Chứ không phải là một số người cứ nghĩ đau thần kinh tọa là bệnh suốt đời, nó không có chết đâu. Thật sự nó không chết thiệt, nhưng mà nó để lại một cái biến chứng mình phải nhờ phụ thuộc vào người khác. Còn mà để lâu nữa đó là do người chăm sóc tốt, còn nếu mà chăm sóc không tốt thì phải nằm chỗ. Tại vì ít ai mà để đỡ cho mình ngồi dậy đi đứng, đã bắt đầu là bệnh về hô hấp, bệnh lý khác đó làm cho ảnh hưởng cái bệnh của cái thần kinh tọa. Chứ thực sự thần kinh tọa thì nó không chết thiệt, nhưng mà nó làm suy hô hấp và lâu ngày thì cũng sẽ khó. Thưa bác sĩ, như vậy thì đối với những cái đối tượng mà đau thần kinh tọa thì phải chăng là nó thường xảy ra ở lứa tuổi trung niên, hoặc là độ tuổi nào, ngành nghề nào cũng có thể mắc phải căn bệnh này? Cái bệnh đau thần kinh tọa thì tôi thấy là bệnh mà thanh niên bây giờ nó rất là nhiều. Trung niên lớn tuổi đó là hiển nhiên do là cái vấn đề là thoái hóa, vấn đề thoái hóa của đốt sống của đĩa đệm thì mình không nói, nhưng mà cái đó đó là do độ tuổi thì từ từ nó sẽ đau, cơn đau nó sẽ chậm nó cứ từ từ. Còn đối với những người mà thanh niên á, khoảng hai mấy tuổi, mười mấy tuổi vẫn có đau thần kinh tọa ha. Mười mấy tuổi, hai mấy tuổi là do cái tư thế sai, khi mà đau là đau cấp thôi. Khi mà nó bắt đầu khởi phát một cái là đi không được,
Chẳng hạn ví dụ người ta đang khỏe mạnh bình thường, hồi đó giờ người ta không bị gì hết, tình cờ người ta đẩy một cái chậu kiển, hoặc là người ta chơi đá banh, hoặc là một chơi, hoặc là một cái động tác mà quá nhanh á, cái nó nghe cái rắc, hoặc là có người không kia có rắc mà không đứng lên lại nổi, không đứng lên nổi lại bắt đầu nó đau, là đau là phải nằm mà đau, mà cứ nghiêng qua cũng đau, nghiêng lại cũng đau, mà đi đứng rồi tất cả mọi hoạt động nó cũng đau, đó là đau đau cấp. Và khi chụp phim cộng hướng từ MRI ra là thoát vị đĩa đệm rất là nặng, toàn là 10 mm, 13 mm không thôi. Còn đối với những người trung niên lớn tuổi thì thông thường người ta đã tự dựng, người ta đi theo độ tuổi, cho nên là khi mà người ta thoát vị đĩa đệm người ta chỉ khoảng 6 mm, 7 mm thôi đó. Cho nên là bây giờ giới trẻ mà bị thoát vị đĩa đệm nhiều lắm, chứ không có phải là người trung niên, người lớn tuổi, không có loại trừ bất kể người nào. Dạ. Yeah. Còn về cái yếu tố ngành nghề thì nó tác động như thế nào? Ví dụ như là những người ngồi may lâu quá chẳng hạn, hoặc là những người làm việc văn phòng thì phải ngồi trước máy tính lâu quá chẳng hạn, thì nó liệu rằng nó có ảnh hưởng nhiều đến không? À, đối với cái ngành nghề nó quan trọng dữ lắm. Đối với những ngành nghề, đối với những người mà lớn tuổi đi, thì người ta cũng có công việc đó mà suốt bao nhiêu năm người ta cũng phải ngồi. Người ta làm việc hành chính người ta phải ngồi. Đối với những người buôn bán là người ta phải ngồi, người ta ghi toa. Còn rồi chưa kể những cái người mà người ta phải, tuy là vận động nhưng mà vận động rất là nặng đó, cái ngành nghề nó quan trọng. Hoặc là những thợ may đi, người ta phải ngồi suốt, hoặc là một là cúi xuống vừa bị cột sống cổ nè, cúi là bị cột sống cổ nè, ngồi lâu là bị cột sống thắt lưng, là bị cả hai cái nữa. Đối với chẳng hạn như là mấy anh quay phim nè thì rất là nhiều đối với bệnh cột sống cổ nè. Còn đối với đặc biệt là nhân viên văn phòng ngồi rất là nhiều, cho nên là dễ bị đau cột sống thắt lưng, hoặc là các cánh tài xế. Cánh tài xế là ngồi xe đường dài rồi đó, là dễ bị cột sống thắt lưng lắm. Có nhiều người hả đau lưng mà tê xuống chân, rồi đạp cái ga, đập phanh, đập thắng không nổi luôn. Cho nên là cái ngành nghề nó rất là quan trọng. Mình biết cách thì không sao. Chẳng hạn như tài xế đi, đó giờ công việc của họ, mà công việc mưu sinh của họ có thể thay thế các ngành nghề khác. Nếu mà mình ngồi mình lái khoảng chừng 2-3 tiếng đó, là mình có một cái chỗ mình nghỉ, mình trạm dừng chân, mình nghỉ, mình thả lỏng cái cơ thể mình, sau mình tiếp tục mình đi thì nó cũng chẳng sao hết. Hoặc là nhân viên văn phòng cũng vậy, mình làm mình có thời gian nghỉ ngơi thì không sao hết, cứ cho khoảng chừng bỏ ra chừng 5-10 phút thôi là không vấn đề gì. Còn không biết mình cứ làm hoài mình cố thôi để tới đó luôn rồi mình hái dừng thì nó là cái bệnh càng ngày càng nặng hơn. Dạ. Thưa bác sĩ, chúng ta trở lại với câu chuyện của vị khán giả Evin trong phóng sự đầu tiên trong chương trình vừa rồi. Thì rõ ràng là cái việc mà do thiếu cái phương tiện để đi đến những cơ sở chuyên khoa về thần kinh cơ xương khớp, hoặc là do cái điều kiện tại chỗ của anh Evin thì phải đi đắp lá thuốc rồi này kia, nó dẫn tới cái tình trạng là gần như là cái phần da ở trên lưng nó bị hư hại rất là nhiều, mà nó cũng gây khó khăn cho các bác sĩ trong cái quá trình điều trị sau này nữa. Thế thì trên thực tế khi mà bác sĩ điều trị tại cơ sở, tại phòng khám của mình thì nó gặp có nhiều cái trường hợp như vậy không à thưa bác sĩ? Cái trường hợp mà như anh Y Huynh á thì đa phần là ở vùng tỉnh nhiều. Dạ. Ở thành phố cũng có nha. Ở thành phố thì lại đi xuống tỉnh. Đi xuống dưới tỉnh. Đi xuống dưới tỉnh là tôi nghe là ông thầy đó nè. Tôi nghe ông thầy đó đông lắm. Dạ. Phải hả lấy chiếu ngồi đợi ổng rồi vậy đó. Ngủ trước nhà. Phải lâu lắm mới tới phiên của mình, mà tới hả là một là cho thuốc đắp lá, hoặc là đắp xương rồng, hoặc là cho một cái gì bột rồi về nhà tự pha mà uống đó. Tôi thấy là bây giờ tuy là xã hội hiện đại rồi, nhưng mà vẫn có một số người ta vẫn còn nghe theo cái dân gian. Tại vì người ta nói là giống như là thảo dược, là đông y không đụng tới một cái thuốc tây, là người ta sợ đó. Như vậy, nhưng mà thật sự là không đúng. Mình phải mình có cái bệnh, mình phải điều trị đúng bệnh. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là mình bị chèn ép cái dây thần kinh tọa. Dây thần kinh tọa bình thường là không có ai được đụng tới nó. Bây giờ tới đĩa đệm là nó đụng vào cái dây thần kinh tọa, hoặc là cái gai này nó đâm vào cái dây thần kinh tọa. Thì bây giờ mình phải gỡ nó ra nó mới hết. Chứ bây giờ mình uống thuốc, mình đi đắp thuốc, mình đi làm những cái phương pháp khác mà không tác động trực tiếp lên ngay chỗ có nơi tổn thương thì làm sao nó hết được. Chẳng hạn như bây giờ bệnh nhân đó người ta bị thoát vị đĩa đệm L4, L5, thì bây giờ mình làm sao mình cố gắng mình gỡ cái chèn ép đó ra. Chẳng hạn như bây giờ nó thoát vị ra ngoài thì làm sao mình cố gắng mình đẩy cái đĩa đệm nó vô đó. Bây giờ y học nó tiến bộ rồi, đừng có nghe mà nói là bị thoát vị đĩa đệm hoặc là cái thần kinh tọa là không trị được. Có hai phương pháp để điều trị. Một là chúng ta phải phẫu thuật, chúng ta cắt cái phần mà nó vô ra, chúng ta cắt phần bỏ nó đi, nhưng mà do là phẫu thuật thì nó đụng tới dao kéo thì nó 5 năm, nó hơi nguy hiểm. Còn nếu mà không muốn phẫu thuật thì bây giờ mình dùng cái phương pháp hiện đại như phương pháp vật lý trị liệu chẳng hạn. Bây giờ mình kéo nó ra,
mình kéo nó ra, mình dùng, mình tác động bên ngoài, mình tác động vào, mình nắng chỉnh. Nắng chỉnh nó có hai, nó vừa có trong vật lý trị liệu, nó vừa có là nắng chỉnh bằng máy và nắng chỉnh bằng tay. Nắng chỉnh bằng máy là máy móc nó sẽ tự điều chỉnh, nó sẽ kéo ra kéo vào để cho cái nó có cái khoảng hở, tại vì cột sống của chúng ta nó có độ đàn hồi mà, để cho nó có khoảng hở thì đệm nó sẽ trở về vị trí lại ban đầu của nó. Và kết hợp đó chúng ta sẽ có những cái phương pháp bằng tay, chúng ta sẽ dùng tay chúng ta kéo hai cái mõm gai ra và chúng ta đẩy cái đĩa đệm cho nó xuống lại, cho nó xuống lại, cho nó trở về cái vị trí ban đầu của nó. Hoặc là những có những cái máy móc khác, như cơ là cơ bám, là khi mà mình đau như vậy là cơ bám nó co thắt rồi, nó co thắt thì mình phải có những cái máy móc để nó giảm cái phần co thắt đó lại bằng nhờ sóng siêu âm, chỉ nói chung có sóng mà tác động sâu vào bên trong. Dạ. Thì lúc đó cái bệnh mình nó mới hết, chứ còn cứ nghe là phải đi đắp lá đắp thuốc thì cái bệnh nó càng nặng mà nó để lại cái di chứng rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn bác sĩ đã tư vấn và chia sẻ những thông tin về chương trình hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối máy để trò chuyện với thính giả của chương trình hôm nay ạ. Alo. Alo, xin chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào chị. Ấp 3, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Em bệnh là da cột sống, bắp bị đau đệm, đau lưng, đau từ thắt lưng bên phải sang bên trái, kéo sang xuống dưới chân luôn, xuống dưới mông, xuống dưới chân luôn. Em đi chụp hình ở bệnh viện Vĩnh Phúc ạ. Là người ta nói là em bị bác sĩ đổ vết đệm, mà lâu lâu nó lại bị tê, nó bị tê nhiều lắm. Rồi người ta cũng đưa thuốc cho uống cũng giảm bớt được thời gian, rồi hết thuốc rồi lại bị lại nữa. Nên là giờ hỏi bác sĩ coi là giờ xem cách điều trị của em như vậy là điều trị như thế nào để cho phù hợp, để cho nó có mau hết như thế nào á, thì mời bác sĩ tư vấn cho em ạ. Còn về với chồng. Chồng thì anh hả, anh bị da cột sống, bị da mà chỉa cột hình lên, mà chỉa cái tay lên á, là bị da do cột sống bị chỉa cái tay lên. Là ban đầu rồi bác sĩ cũng đưa thuốc cho uống, rồi người ta kêu đi tập lý trị liệu, nhưng mà cũng không có thời gian mà để đi, có mắt đi làm này cũng không có thời gian để đi, thì hỏi bác sĩ coi là có cái thuốc nào để uống, chỉ là đi làm như vậy không có thời gian á, thì hỏi bác sĩ tư vấn coi là có cách gì mà để uống tại nhà, điều trị tại nhà. Thì tôi vẫn giúp em ạ, chồng hôm nay cũng đã 50 tuổi rồi. Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi vừa rồi của khán giả đã gửi đến chương trình, và xin mời bác sĩ tư vấn ạ. Dạ, chào chị. Thì mình ở Bình Dương thì nó cũng không có gọi là xa xôi lắm đâu. Cái bệnh của chị thì nó khá rõ ràng rồi. Bây giờ để chụp cộng hưởng từ em ra là thấy được thoát vị đĩa đệm rồi. Thì bây giờ mình đã phải bỏ thời gian ra để mình đi điều trị, chứ đừng nói là mình không có thời gian. Tại vì nếu mà chị có chọn cái phương pháp phẫu thuật để cắt cái phần thoát vị đó ra, cái phần mà nó nhô ra, thì nó cũng cần cái thời gian trước phẫu thuật. Trước phẫu thuật là mình phải làm thăm khám hết các cận lâm sàng, rồi là sau đó là mình phẫu thuật, mình phải nằm viện lại bao lâu, rồi sau đó về nhà mình phải dưỡng trong một tháng, thì nói chung nó cũng rất là dài. Còn phương pháp thứ hai á, nếu mà chị chọn là không phải phẫu thuật á, thì chị chọn bằng cái phương pháp vật lý trị liệu, giống như ông xã chị con là bị gai cột sống đó, bác sĩ con bắt bảo đi tập vật lý trị liệu mà chị nói không có thời gian uống thuốc á, thì nó chỉ là trong một thời gian ngắn thôi, hết thuốc nó cũng sẽ đau lại, tại vì cái chèn ép nó đâu có được gỡ ra đâu. Uống thuốc thì giảm nó chỉ là giảm đau tạm thời thôi, uống riết đi rồi nó sẽ ảnh hưởng tới dạ dày thôi, chứ không thể nào mà chị nói là bây giờ cho có liệu trình nào mà điều trị tại nhà thì không có. Tốt nhất là chị đi tìm các cái phương pháp vật lý trị liệu á, các cái nơi coi xem gần chị có không, nếu không có thì nếu mà có quan tâm tới phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi, thì chị có thể đem phim hết, phim của chồng chị và phim của chị á, bữa nào đó thứ bảy hoặc chủ nhật á, mình rảnh á, mình yeah. không làm việc á, đem lên đây để bác sĩ người ta thăm khám, người ta xem đối với cái liệu của bệnh, cái bệnh của chị á, thoát vị đĩa đệm như thế này là mức độ nó như thế nào, cái liệu trình nó điều trị trong bao lâu. Còn đối với ông xã chị á, đối với gai cột sống như thế này là mức độ gai nó chèn ép như thế nào, và với cái liệu trình nó điều trị là ngắn hay dài như thế nào đó. Còn nếu mà không rảnh nữa thì một tuần mình đi 2 buổi là thứ bảy chủ nhật. Chứ còn á hả, cái bệnh mình như vậy mà chị nói là không có thời gian thì không bao giờ hết. Tại vì bây giờ uống thuốc thì làm sao nó gỡ được, hoặc là bây giờ chị chưa có thời gian điều trị thì chị đã, trong thời gian đang uống thuốc thì trên cái trang web phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi, chị chỉ cần có cái điện thoại, chị nói người nhà của chị hoặc con chị ai mà biết sử dụng điện thoại á, là gõ là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức, thì trong cái trang web đó chúng tôi có hướng dẫn các cái bài tập về nhà, chị tập theo cái bài tập về nhà kết hợp với uống thuốc thì nó chỉ giảm 30% thôi, chứ nó không thể nào làm cho hết cái bệnh.
nó chỉ giảm đau tạm thời thôi, nó cũng sẽ gỡ được chút xíu thôi. Và trong đó thì tôi có những cái gối dụng cụ hỗ trợ đối với cột sống thắt lưng, thì nó có cái gối lưng để cho nó giãn cái đốt sống ra, có cái nẹp lưng để bảo vệ khi chị đi làm. Đó, đó thì chị tham khảo trước và ở nhà mà chị hướng theo cái bài tập mà tôi hướng dẫn trước đi, rồi sau đó chị có thời gian là chị nên sắp xếp tới, chị phải gỡ nó ra nó mới hết chứ. Nếu mà chị sợ phẫu thuật á thì chị chọn phương pháp vật lý trị liệu á thì chị phải tới mọi tới, nếu mà không có thời gian thì thứ bảy chủ nhật chị tới để chúng tôi mỗi ngày, thay vì á người ta đi mỗi tuần, tuần nào người ta cũng đi liên tục thì người ta sẽ nhanh hết, còn đối với chị thứ bảy chủ nhật thì nó sẽ lâu hết hơn một chút xíu. Dạ, tức là cũng phải một vài tháng đúng không dạ, ạ? Dạ, đúng rồi. Xin được cảm ơn bác sĩ đã tư vấn với vị khán giả vừa rồi, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo trong chương trình hôm nay ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Tôi là Nguyễn Thị Thơm, đang ở Bình Dương. Tôi muốn hỏi là tôi đã chụp MRI mà phát kết luận là ghi là thoát vị đĩa đệm tầng 4-5 và nồi đĩa đệm tầng 3-4. Khi là thoái hóa mất nước ở các tầng đĩa đệm cột sống thắt lưng và gai thoái hóa mỡ thân các đốt sống thắt lưng, thì tôi muốn nhờ bác sĩ tư vấn cho cần phải uống thuốc gì để cho nó khỏi hay là giữ bảo tồn, và cần những cái thứ thuốc gì và đi khám ở đâu là tốt nhất. Xin được cảm ơn câu hỏi của chị Thơm, một khán giả ở Bình Dương, và xin được mời bác sĩ Kim Ngọc và tư vấn ạ. Trường hợp của chị là nó khá rõ ràng rồi. Chị đi chụp cộng hướng từ em ra là thoát vị L4, L5 và lồi đĩa đệm L3, L4 là hai cái đốt kế với nhau. Và thoái hóa các cái tầng, thoái hóa đĩa đệm các cái tầng luôn là từ L1 cho tới L5. Tự vì lưng mình có 5 đốt mà chị nó thoái hóa hết các tầng đĩa đệm rồi là 5 cái đĩa đều bị thoái hóa mất nước rồi. Và bị thoái hóa mỡ, mô mỡ, cái đó thì không sao, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà cái ảnh hưởng mà nặng nhất là do cái thoát vị đĩa đệm L4 và L5 và cái lồi đĩa đệm L3, L4. Thì bây giờ mình phải giải quyết hai cái đó. Đó là quan trọng nhất, chứ đừng nghe nhiều cái phương pháp khác. Nhưng mà đó là cái độ tuổi với là do là cái chính cái gì, cái thoái hóa đó nó mới làm cho mình thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà bây giờ hiện tại là đang thoát vị 2 đĩa, nhưng mà tương lai nó sẽ thoát vị tới 5 đĩa, thì mình đã thoái hóa mất nước hết 5 đĩa rồi. Cho nên là tương lai các cái đĩa kia nó cũng bị, nhưng mà thời gian nào đó thôi. Nếu mà mình không điều trị, còn điều trị bây giờ thuốc thì nó chỉ là giảm đau tạm thời thôi. Tốt nhất là mình vừa kết hợp với thuốc, mình vừa kết hợp với phương pháp vật lý trị liệu nếu mình không chọn cái phương pháp phẫu thuật. Thì vừa uống thuốc vừa kết hợp vật lý trị liệu thì chị sẽ nhanh hết thôi. Tại vì cái bệnh của chị á cũng không có nhiều lắm. Nếu mà nói giống như kết quả chị nói là không nhiều, có một số người là 5 đĩa đệm người ta đã thoát vị hết 5 đĩa đệm rồi. Còn chị mới có 2 đĩa mà 1 đĩa nhẹ, lồi đĩa đệm là nhẹ mà thoát vị nó mới là nặng, L4 là 5 nó nặng hơn. Thì ở đây á chị đi tới các cái trung tâm vật lý trị liệu thì ở đây có người ta sẽ có máy móc, người ta sẽ kéo ra để cho người ta đẩy cái đĩa đệm L4 L5 trở về. Thay vì bây giờ nó đang là 4mm đi ha, thì nó sẽ kéo ra, mỗi ngày chị phải tới để người ta kéo, thì nó sẽ sau này khi mình chụp lại thì mình thấy nó còn 3mm hoặc 20mm. Bây giờ nó đang chèn ép, ví dụ như L4 L5 thoát vị đĩa đệm 4mm, nó chèn ép vào cái rễ L5, thì sau khi mình chụp lại thì nó không còn chèn ép nữa, thì chị cứ sống suốt đời. Tuy là nó thoát vị 20mm đi ha, nó xuống còn 20mm mà nó không có chèn ép thì không sao, chỉ có thể sống suốt đời với nó thôi, nó không sẽ ảnh hưởng xuống chân và nó không làm tê chân, và đi đứng thì bình thường, về mình có thể vận động và hoạt động bình thường. Cho nên là chị cần phải đi điều trị sớm, chứ để sau này nữa là nó sẽ nặng hơn. Nếu có dịp nào đó chị vào thành phố Hồ Chí Minh á, thì chị có thể cầm thêm cái phim mà cộng hướng từ em ra mà chị đã khám rồi á, đem hết, hoặc là các cái toa thuốc mà chị khám rồi đem hết là chúng tôi xem đi, và cho cái phác đồ cho chị cụ thể hơn để chị điều trị. Đặc biệt là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi thì nó có chỗ cho bệnh nhân ở lề xa. Nếu mà chị không có người nhà mà đưa đi đưa về thì chị có thể ở lại với cái phòng khám của chúng tôi. Chi phí cũng không có cao, 50.000 cho tới 70.000 một ngày thôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả vừa rồi, và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một khán giả tiếp theo trong chương trình hôm nay. Chào bác sĩ, tôi hỏi là tôi tên Hồng Điệp của Trà Cú, Trà Vinh. Xin hỏi giờ nguyên tai tôi mới tê, mà nào giờ thì không có, mà mới có thì mấy tháng nay mà uống thuốc thì có thuốc thì uống hết, mà hết thuốc thì nó tê lại. Hỏi bác sĩ cho điều trị như thế nào? Dạ, xin được cảm ơn vị khán giả ở Trà Vinh đã gửi câu hỏi đến chương trình và mời bác sĩ.
Dạ chào chị. Thì mình á là mình nói mình tê tay, mình cũng chưa nói rõ là tê từ cái bàn tay đổ xuống hay là tê từ cái cánh tay xuống luôn tới bàn tay. Nếu mà từ cánh tay xuống bàn tay thì mình xem là mình lâu lâu mình có thỉnh thoảng mình có mỏi cổ hay không, mà cổ sống cổ phía sau, mỏi vai, mỏi cổ hay không, có nặng đầu hay không. Nếu mà mình thỉnh thoảng mình có mỏi cổ, mình đau, mình tê từ cái cánh tay đổ xuống á, thì nó là do cột sống cổ, là do thoát vị đĩa đệm hoặc gai hoặc là thoái hóa cột sống cổ, để nó làm sẽ ảnh hưởng nặng cái đầu, để lâu nó thế nên mất ngủ. Và tình trạng tê là nó đã nặng rồi nha. Rồi đối nếu mà hai chị tê ở cái bàn tay, lòng bàn tay không thôi, đó là do nó tắc nghẽn ở cái dây thần kinh giữa ở dưới ngay cái cổ tay, người ta gọi là hội chứng ống cổ tay. Thì nó có chị là hai bệnh đó, mà chưa biết là bệnh nào. Tốt nhất là chị cần phải đi khám để cho bác sĩ người ta thăm khám, người ta loại trừ là mình là bị hội chứng ống cổ tay hay là do mình do từ cái cột sống cổ nó kéo xuống. Để mà mình biết được cái nguyên nhân rồi thì mình điều trị rất là dễ. Mình tất cả thì cũng phải điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu thôi. Chứ bây giờ uống thuốc thì nó sẽ giảm tê đó, nhưng mà hết thuốc đi thì nó sẽ tê lại thôi. Đó cho nên là chị cần phải kết hợp giữa thuốc với vật lý trị liệu thì cái bệnh nó mới dứt hẳn, chứ còn nếu mà uống thuốc không thì nó không bao giờ dứt. Tại vì đã nói là chèn ép, mà chèn ép qua dây thần kinh giữa rồi đối với tê bàn tay, thì bây giờ làm sao mình phải có những cái máy móc để tác động vào để nó bung, nó tách ra cho nó cái dây thần kinh giữa nó không chèn ép. Hoặc là nếu mà chèn ép cột sống cổ rồi thì mình phải kéo nắn ra để cho mình chỉnh sửa, mình tác động trực tiếp ngay cái điểm, cái nơi mà bị tổn thương, thì lúc đó cái tay chị mới hết tê. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, đối với những cái trường hợp mà điều trị đối với bệnh lý thần kinh tọa như chúng ta đã chia sẻ từ đầu chương trình đến bây giờ, thì có những cái phương pháp điều trị nào để mang lại hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân ạ? Đối với trường hợp mà đau thần kinh tọa thì thông thường nó chỉ có hai cách thôi. Đối với ngành về trong y học á nha, đối với y học thì nó chỉ có hai cách thôi. Một là chúng ta phẫu thuật, còn hai chúng ta không sợ phẫu thuật thì chúng ta điều trị bằng cái phương pháp bảo tồn, là chúng ta không có phẫu thuật, không đụng tới dao kéo. Nếu mà phẫu thuật á, thì đối với trường hợp nặng quá, các quý vị mà để lâu quá, tới trường hợp mà cảm thấy là mình đi tiêu đi tiểu nó khó khăn rồi đó, chắc chắn lúc đó phải đi phẫu thuật. Hoặc là những cái trường hợp mà mình chấn thương đốt sống á, là mình phải phẫu thuật. Hoặc là mình bị trượt ở đốt sống quá nặng, nhiều người ta trượt ở độ 1 thì không sao, có nhiều người trượt độ 2, độ 3 là phải đi phẫu thuật. Hoặc là thoát vị đĩa đệm mà thoát vị quá nặng đi, nó bị có cái mảnh rời nó rớt vào trong cái tủy sống thì phẫu thuật phải gấp nó ra. Đó. Còn đối với những trường hợp còn lại thì không phải phẫu thuật. Mình nếu mà trường hợp mình chỉ đau, mình đau lan xuống chân, mình tê chân, thì mình nên chọn bằng cái phương pháp bảo tồn. Bảo tồn có nghĩa là đây là điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu, chẳng phải bảo tồn là uống thuốc không. Uống thuốc không nó cũng không hết đâu, mà vừa kết hợp thuốc mà vừa điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu. Có nghĩa là trong vật lý trị liệu nó có những cái máy móc nó kéo giãn ra, nó kéo giãn để mà đối với cột sống cổ thì kéo cổ, đối với cột sống thần kinh tọa thì kéo lưng. Đó, rồi mình sẽ dùng những cái phương pháp mà chẳng hạn như cơ co thắt thì có cái sóng siêu âm trị liệu để cho giúp cho cơ nó không còn co thắt và nó giảm đi tình trạng viêm, thì cái tình trạng cái uống thuốc kháng viêm nó cũng sẽ giảm hơn. Thay vì mình phải uống thuốc không, uống thuốc kháng viêm thì khoảng là một tháng mình mới hết, thì thay vì mình kết hợp với phương pháp siêu âm trị liệu này nữa thì nó khoảng chừng 1 tới 2 tuần thôi. Song song đó thì đau thần kinh tọa là đau từ lưng xuống chân, thì nó có cái máy dòng điện trị liệu á, nó sẽ đi từ lưng, nó đi phía nông ngoài, mặt ngoài của cái dây thần kinh, nó đi xuống tới cái chân của mình. Nó sẽ chạy điện, nó làm cho ức chế lại, nó giảm, nó làm dịu đi cái cơn đau. Hoặc là cái lưng của mình thì nó bị co thắt quá nhiều, nó bị cứng, thì lúc đó sẽ có sáp paraffin ủ lại, nó ấm nó rất là dễ chịu, ủ trong khoảng 20 phút, ủ lại cho nó mềm rồi. Rồi sau đó mình làm các phương pháp tiếp theo. Nói chung là rất là nhiều. Đặc biệt là phòng khám của chúng tôi có cái máy sóng xung kích, nó giống như cái súng vậy đó, nhưng mà nó bắn vào trong cái nơi mà bị tổn thương đó, nó sâu lắm, cái độ sâu của nó rất là sâu. Mà cái máy đó là cái máy mới thôi, nó mới về Việt Nam đây thôi, thì chúng tôi cũng có. Nói chung là phòng khám phục hồi chức năng Ngọc Đức của chúng tôi là máy móc, tất cả thiết bị là nhập từ châu Âu mà rất là đầy đủ. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã thông tin đến chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì việc điều trị thần kinh tọa hay là những cái bệnh lý về cơ xương khớp bằng thuốc Tây y thì có hiệu quả nhất định. Thế nhưng mà nó cũng có thể gây ra những cái tác dụng phụ nếu như chúng ta điều trị lâu dài. Và ngoài ra thì nguồn gốc của căn bệnh sẽ không được giải quyết một cách triệt để, khiến cho cái căn bệnh này rất dễ tái phát. Chính vì vậy cái việc điều trị về những bệnh lý cơ xương khớp hiện nay thường nghiêng về phương pháp điều trị bảo tồn và thông qua phương pháp vật lý trị liệu.
Thông qua phóng sự sau đây thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về lợi ích của phương pháp điều trị bằng vật lý trị liệu đối với những bệnh lý về cơ xương khớp, đặc biệt là bệnh lý về thần kinh tọa. Mời quý vị cùng theo dõi. Hầu hết những người bị đau thần kinh tọa đều đã trải qua các phương pháp điều trị từ Đông y đến Tây y, thậm chí phẫu thuật nhưng không khỏi dứt điểm. Chính vì vậy, ngoài việc sống chung với chứng đau lưng dai dẳng, thì chi phí điều trị cũng là gánh nặng đối với người bệnh. Equin cũng là một trong số những trường hợp như vậy. Thật may qua chương trình Bác sĩ gia đình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Equin đã biết đến phương pháp vật lý trị liệu điều trị đau thần kinh tọa cột sống lưng. Lúc đầu điều trị ở nhà thì nói chung là cũng đi xoa bóp xong thôi, xoa bóp xong là Đắk Lắk ạ. Xoa bóp xong cuối cùng không thấy đỡ, nó đau nhức nhối quá, từ Đắk Lắk xuống vào bệnh viện Truyền hình nhá. Chụp MRI cho đó là thấy lôi vị địa đệm cổ và thoát vị địa đệm lưng, về nhà uống thuốc cũng không thấy đỡ, cứ khóc âm ỉ thôi, không làm gì được. Sau đó đắp thuốc đúng 3 tháng trời, châm cứu cũng đi xoa bóp chỗ này chỗ kia, sau đó lại thì cũng đi tập vật lý trị liệu ở tỉnh Đắk Nông á, cũng không thấy bớt. Sau đó lại nằm bệnh viện Đắk Nông nữa, xem trong TV thấy chỗ phòng vật lý trị liệu Ngọc Đức, xem xuống trên này thì hôm nay là điều trị đến 8 ngày rồi, thì cảm thấy trong người nó cũng thấy bền đỡ, đi lại thì cảm thấy nó cũng nhẹ nhàng hơn, không thấy còn đau như trước nữa, nó quay lưng nó cũng không thấy đau như cuối, cũng không thấy đau nữa như trước nữa. Hiện nay điều trị thần kinh tọa bằng phương pháp trị liệu thần kinh cột sống kết hợp vật lý trị liệu được đánh giá cao. Phương pháp này có ưu điểm không xâm lấn và giải quyết triệt để sự chèn ép. Trị liệu thần kinh cột sống có khả năng chữa thành công các cơn đau do cấu trúc sai lệch chèn ép dây thần kinh. Tại phòng khám Ngọc Đức, tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân mà bác sĩ có thể chỉ định phương pháp vật lý trị liệu kết hợp giúp bệnh nhân mau hồi phục. Ngoài ra, chi phí điều trị tại đây cũng phù hợp với đa phần bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cái bệnh của cô thoát vị địa đệm là 4 là 5, bây giờ thêm cộng thêm số 3 thì nó đau luôn xuống tới cái mông của cô. Thì cái cách nay chắc khoảng chừng nửa tháng rồi, cô mới ngồi coi truyền hình á, thấy bác Ngọc lên tư vấn về tập vật lý trị liệu nè, cô thấy nó hay mà vừa túi tiền với cô dân lao động mình, thành ra ông chồng nó quyết định là tới phòng khám bệnh. Thì tập đầu tiên á, thì kéo giãn cột sống mình ra, thấy rất là khỏe, dễ chịu lắm. Từ kế đó siêu âm rồi mới tới xung kích đắp sát trong điện này, cô rất khỏe. Chứ đi mấy cái bệnh viện kia nó giảm bệnh mà giảm đau thôi chứ nó không hết bệnh mà lại tốn tiền. Vô tình em có nghe Đài Bình Dương và có nghe bác sĩ Ngọc nói về cái bệnh thoát vị địa đệm này, thì thấy mẹ em bị giống như vậy, thì cũng đi nhiều nơi rồi mà không thấy hết, thì mới chở mẹ qua đây làm thử, thì thấy bà đi được, ngày trước đi không được, nói chung ngày trước là đi phải dùng tới gậy, giờ đi thì đi được rồi, thấy cũng khỏe, nói chung là cũng rất là mừng. Em bị thoái quá rồi cái xuống chân là bị gai gót chân, rồi đi nó đau nó thốn vậy đó, đi lại cũng hơi khó khăn vậy đó. Rồi em coi trên TV phòng khám đó là Ngọc Đức là chị vật lý trị liệu nè, rồi em đi lên đây em chỉ cũng 3 ngày, bây giờ là nó cũng khỏe nhiều lắm. Thưa quý khán giả, bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với trường quay của chương trình Bác sĩ gia đình và tiếp tục cuộc trao đổi với bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc. Ngay bây giờ thì xin được kết nối máy với một khán giả tiếp theo của chương trình. Alo. Tôi xin chào bác sĩ à, tôi là nạn nhân ốm ở tỉnh Long An á. Tôi bị cái cụ trỏ bên tay trái tôi bị chụp hình ở bệnh viện Cần Duộc, nó là bị nhú gai da. Giờ cũng uống thuốc bảo hiểm đó, bây giờ có phương pháp nào điều trị cho em không, nhờ bác sĩ giúp giùm mà. Dạ, xin được cảm ơn vị khán giả vừa rồi đã liên lạc với chương trình từ Long An và xin mời bác sĩ. Trường hợp của anh đó là mình bị gai ở ngay cái khớp khuỷu. Thông thường thì nó ở ngay khớp khuỷu nó có hai cái cục, anh sờ đi, nó sẽ thấy có hai cái cục nhô ra, đó là cái lồi cầu ngoài và cái lồi cầu trong. Cái bên trong là lồi cầu trong, còn bên phía ngoài là lồi cầu ngoài. Thì thông thường á là gai nó cũng có thể mọc ở đó nhưng mà nó rất là hiếm. Đa phần là gai ở mọc ở ngay cột sống cổ, cột sống lưng, gai khớp gối, gai ở cái gót chân, gai ở cái thỉnh thoảng ở khớp vai. Còn khớp khuỷu nó cũng có nhưng mà trường hợp ít thôi. Thì mình đã chụp rồi, đã có cái là gai rồi,
tốt nhất là khi nào đó anh có cái dịp anh cầm cái phim lên cho tôi xem lại, coi thử coi là bị viêm có lòi cầu ngoài, lòi cầu trong, hay là do cái gai mà nó ảnh hưởng, nó đau cái khúc khuỷu. Tại vì đau khúc khuỷu nó làm cho mình khó chịu lắm. Mình khi mà mình quét nhà hay mình vận động bằng cái tay thôi, mình cử động cái khuỷu thôi là mình đã thấy đau, hoặc là mình chỉ cần xách cái gì nhẹ 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 xíu thôi nó cũng đã đau rồi. Khi mà nghỉ ngơi thì nó sẽ không đau, tại vì do nó không cạ vào. Khi mà mình co duỗi như thế này á, là hai cái khúc khuỷu này nó giống như nó có cái rồng rọc á, nó sẽ đưa ra đưa vô như thế này, mà khi mà mình vận động một cái là nó đụng như thế này là nó sẽ gây đau, do là cái gai nó đã nhú ra rồi, mình vậy là mình ép vào cái gai nó là làm cho mình đau đó. Thì cái này á, anh uống thuốc thì nó sẽ đỡ đau, tại vì khi mà anh vận động thì nó sẽ gây ra cái tình cọ sát, nó gây ra tình trạng viêm. Thì uống thuốc là kháng viêm giảm đau, nhưng mà nó sẽ đỡ một thời gian thôi. Tốt nhất là anh nên chọn thêm cái phương pháp vật lý trị liệu nữa, nên nó không, đối với cái khớp khuỷu như anh là nó không có tốn nhiều tiền, chỉ cần siêu âm bó sáp và chạy điện thôi. Nó khoảng tầm 100 mấy ngàn một ngày thôi. Trước mắt của anh thì nó cũng không lâu, khoảng chừng 2-3 tuần là đã có thể là hết rồi đó. Mà mình cần phải đi khám sớm để cầm hết tất cả phim theo, để coi cái mức độ nặng nhẹ nó như thế nào, và mình làm cái phương pháp loại trừ những cái bệnh lý khác nữa. Xem thử coi thì ra sao như thế nào để có cái hướng điều trị tốt hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho khán giả vừa rồi. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi trực tiếp của khán giả. Alo, xin chào ạ. Alo, xin chào khán giả. Dạ, em muốn đi ngân hàng nghe. Dạ rồi, anh đang điện thoại từ đâu ạ? Em đang điện thoại từ Đồng Tháp ạ. Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Dạ. Anh nói đi ạ. Dạ. Anh nói cái bệnh tình của anh đi anh. Em tên Nguyễn Trần Hà, là em bị đi chụp em trai á, bị thoát vị địa điểm thắt lưng đó chị. Dạ. Thoát vị địa điểm tầng 3, tầng 4, 30 ly. Rồi thoát vị địa điểm tầng 4, tầng 5, 40 ly. Rồi. Chạy ép dây thần kinh L5. Thoát vị địa điểm L5S1. 5 mm dạng trung tâm T là làm hẹp bên trái, hẹp thần kinh S1, gọi đó hết cho chị. Rồi. Bây giờ đau chân không anh? Đau lan xuống chân không? Dạ đau xuống chân, nhất xuống chân luôn chị ạ. Có tê không hay là đau nhất thôi? Nó bây giờ là nó nhất rồi, nhưng chưa có cảm giác sao. Rồi cảm thấy cái chân mình nó yếu chưa? Dạ yếu chị. Đi đứng nó khó khăn hơn rồi phải không? Đi đứng khó khăn rồi. Đi nhiều có được không? Dạ đi nó cũng được, mà con cái nó đi xa là nó nhức lắm. Rồi, trường hợp của anh là nó quá rõ ràng về cái bệnh lý và về cái triệu chứng. Có nghĩa là anh thoát vị địa đệm L3, L4 là 3 mm, L4, L5 là 4 mm, L5S1 là 5 mm. Mà cái L5S1 nó hơi nặng là nó chèn ép vào cái trung tâm rồi. Đó, thì trường hợp của anh á là lưng có 5 đĩa đệm mà bị hết 3 đĩa đệm rồi, cho nên là anh cần phải đi điều trị sớm. Bây giờ nó đã lan xuống chân, xuống luôn cái chân của mình, là giống như thần kinh tọa tôi nói rồi đó. Do 3 cái đĩa đệm nó chèn ép vào, nó lớn. Thay vì bây giờ nó ở đây, giờ nó chạy vô trong cái vô trong cái ống sống đó, mà ống sống đó là dây thần kinh tọa nó đang đi ngang qua. Đó, cho nên là mình chèn ép rồi, thì bây giờ anh phải gỡ 3 cái đĩa đệm trên lưng ra thì cái chân nó mới hết, chứ không phải là cái chân tôi đang đau là trị cái chân tôi, không có đâu. Trị cái gốc là nó nằm ngay từ cái chỗ cái thắt lưng của mình. Dạ. Và khi nào đó anh đi, anh nhớ mang cái phim theo giùm tôi, mang cái cộng hưởng từ em trai. Anh bây giờ anh chỉ có phương pháp vật lý trị liệu thôi, thì mình cũng còn trẻ, chứ còn phẫu thuật thì nó cũng nguy hiểm nữa, nó để lại nhiều cái biến chứng. Anh điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu là dùng máy móc rồi kéo giãn ra, và dùng tay. Kỹ thuật viên á, người ta sẽ dùng tay, người ta nắn chỉnh, người ta đẩy 3 cái đĩa đệm của anh đang lồi ra đó, đẩy xuống lại cho nó trở về cái vị trí ban đầu. Chứ bây giờ là anh đã đau xuống cái chân rồi. Thông thường á, cái thần kinh tọa nó diễn tiến như thế này, lúc đầu là mình chỉ đau cái lưng thôi, có lúc đau, có lúc không, có lúc mỏi, lúc không. Tới cái giai đoạn thứ hai là nó đau luôn, nó đau liên tục vậy đó. Tới giai đoạn thứ ba là nó sẽ đau từ lưng, nó lan xuống mông, xuống chân, là anh đang ở giai đoạn thứ ba. Tới cái giai đoạn thứ tư đó là nó không còn đau nữa, nó mất cảm giác rồi, nó sẽ tê bì, nó không có còn cái cảm giác là mình đang đứng, đang đi gì hết trơn á. Thì anh đang ở giai đoạn thứ ba, là cũng cận kề với nặng rồi. Cho nên là anh cần phải điều trị sớm đi ha. Điều trị sớm bằng cái phương pháp vật lý trị liệu thôi, chứ cũng không có thể nào mà anh dùng cái những cái phương pháp khác để mà tác động vào. Và hả, bây giờ anh đang đi xa là đi rất là khó. Đi xa chút xíu là anh phải nghỉ rồi đó. Nghỉ một đứng, nghỉ chút xíu là anh mới đi tiếp được. Cho nên anh để như vậy lâu ngày nó sẽ dẫn tới teo cơ. Tại vì một ngày bắt buộc là mình phải đi nhiều, chứ mình phải đi bao nhiêu cây số. Chứ còn mình ít đi chút xíu mà mình đã đau rồi, cho nên đi không được là sẽ dẫn tới teo cơ. Mà dẫn tới teo cơ thì cái chân nó sẽ yếu. Hình như là anh Hà muốn hỏi thêm bác sĩ một vấn đề gì. Cho em hỏi thêm
Anh mua em là cái vợ nhập cầu cận nghèo á, anh có bảo hiểm mà cần phải lên nằm trên chỗ bệnh viện Ngọc Ngọc bệnh viện của chị á, là có tính tiền cho ông anh cho anh tư vấn không? À, vậy như thế này, à, trên tôi hiện tại là nó chưa có tính áp dụng theo có bảo hiểm, nhưng mà so với cái giá tiền mà đi chụp bảo hiểm, trị bảo hiểm đi, chẳng hạn như là ở các cái bệnh viện lớn mà chưa có bảo hiểm là 80 ngàn một lần kéo lưng, nhưng mà có bảo hiểm rồi thì nó khoảng là 35-40 ngàn là có bảo hiểm rồi. Nhưng mà phòng khám của chúng tôi thì nó chỉ có 50 ngàn thôi. Còn nếu mà anh đang có cái hộ nghèo như vậy thì anh có thể làm cái giấy xác nhận ở dưới địa phương á, rồi anh cầm lên cho tôi thì tôi cũng sẽ lấy cái giá gần bằng những cái giá bảo hiểm, là sẽ xem xét lại, tôi sẽ hợp và xem xét lại cho anh khoảng khoảng tầm 40 ngàn một môn chuyên môn thôi. Chẳng hạn như bây giờ anh đau lưng nó xuống chân thì một ngày là khoảng tầm là kéo lưng nè, chạy điện nè, siêu âm nè, ủ sáp nè, và cái môn mà tác động bằng tay á, là tổng cộng là 5-6 môn thì nó khoảng tầm 250-300 ngàn. Nhưng mà nếu mà anh đem cái sổ hộ nghèo tới thì chúng tôi sẽ làm cái phương pháp sẽ làm cái xem xét và giảm cho để anh bằng với cái giá bảo hiểm. Dạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe câu hỏi của một khán giả tiếp theo trong chương trình nè. Alo. Dạ, dạ nghe đây ạ. Dạ, xin mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Dạ. Dạ rồi, chị nói đi. Dạ, tôi là chị Yến ạ. Dạ, chị dạ. Yến, rồi. Chị gọi từ đâu hả chị ha? Dạ. Chị gọi đến chương trình từ đâu? Dạ, cái chương trình Đài Bình Dương đấy ạ. Dạ, biết rồi ạ, nhưng mà nhà của chị là ở đâu ạ? Dạ, dạ, ở Đồng Xoài, Bình Phước ạ. Dạ, Đồng Xoài, Bình Phước. Rồi, bây giờ mời chị Yến đặt câu hỏi với bác sĩ nha. Dạ. Rồi, chị đặt câu hỏi đi chị. Dạ, dạ, xin hỏi bác sĩ là tôi bị trượt cuộc sống với lại thoát vị đệ đệm á, mà tôi mổ nay là 8 tháng rồi, với lại tôi bị sưng phù nề khớp háng là có chụp MRI hết rồi. Dạ. Dạ, mà uống thuốc hết 2 tháng rồi, vừa rồi xuống lấy 1 tháng thuốc mà uống, rồi chạy đi uống hết 3 tháng thuốc rồi, mà tới nay hai cái chân vẫn đau rồi. À, chị ơi, chị bị trượt đốt sống hay là mấy chị? Số dạ, mấy? L5 ạ. L5, còn thoát vị đĩa đệm số mấy? Dạ cũng không biết, bác sĩ nói cũng không để ý nữa. Rồi chị phù nề khớp háng hả? Dạ phù nề khớp háng rồi đi chụp MRI rồi bác sĩ nói là phù nề khớp háng đó, với lại vừa rồi là bị giãn tĩnh mạch nữa. À. Rồi xuống lấy thuốc mà uống không hết đâu. À, phù nề khớp háng là sau phẫu thuật hay là trước phẫu thuật là chị đã có phù nề rồi? Dạ khi mà bị đau cái lưng là bị cái khớp háng luôn ạ. À. À là trước phẫu thuật hả chị? Dạ. À, bây giờ chị phẫu thuật 8 tháng rồi, bây giờ chị thấy nó có ổn không hay là nó vẫn còn đau? Thì cái khớp háng bây giờ thì đụng vô thì nó không có đau mấy, nhưng mà cái chân nó tê từ ở đầu gối lên trên mà nó tê lại. Nó chứ có nó tê hẳn mà nó đau cái nhược ở đằng sau. Lúc mình đi là đau cái nhược đằng sau á. Rồi, rồi. Ngồi cái ghế là nó căng hai cái đùi ra đau lắm ạ. À. Rồi chị phẫu thuật bằng cái phương pháp gì chị biết không? Chị có bắt cái nẹp vít cố định lại đúng không? Dạ. À, trường hợp của chị là như thế này, à, mình đã bị thoát vị L5 và cái điểm mình đã bị trượt đốt sống L5 và cái thoát vị thì thông thường nó ở ngay L4 L5 hoặc là L5S1 mà do chị không biết được đó là như thế nào. Tốt nhất đó là sau phẫu thuật mình nên chụp một cái cộng hưởng từ MRI để xem là sau phẫu thuật đó là cái trượt nó như thế nào, rồi cái thoát vị đĩa đệm của cái đốt sống trước phẫu thuật và sau phẫu thuật nó làm sao, nó có trở về vị trí của nó lại hay là bây giờ nó thoát ra tiếp, hoặc là cái đĩa đệm. Lúc mà bác sĩ làm xong tôi rồi, đến khi tôi xuất viện thì bác sĩ lại đi chụp lại một lần nữa. À, rồi sau phẫu thuật thì còn có thoát vị đĩa đệm không chị? Dạ cũng không biết, là cái đó cũng không biết nữa, không có hỏi bác sĩ nữa. Đó thì bây giờ tốt nhất là bữa nào hôm nào đó chị rảnh, chị có vào Sài Gòn, chị cầm hết tất cả cái phim trước phẫu thuật và phim sau phẫu thuật để chúng tôi xem thử coi là sau phẫu thuật nó như thế nào. Tại vì bây giờ chị đang tê cái chân thì nó cũng do ảnh hưởng từ cái lưng nữa. Tại vì mà bây giờ là chị đã khó khăn cái là mình đã bị phẫu thuật mà bắt cái nẹp vít cố định thì vật lý trị liệu nó hạn chế một số môn lắm. Đó, cho nên là có dịp nào đó chị cầm từ Bình Phước, chị cầm hết tất cả hồ sơ lên cho tôi xem để cho tôi giải quyết cái tê cho chị đỡ thôi, chứ còn để hết hẳn là khó. Tại vì mình đã phẫu thuật bắt cái nẹp vít là nó cố định nó lại rồi, mình không thể nào mình tháo vít ra được nữa. Từ bây giờ dù nhất cỡ nào nhất chứ bác sĩ cũng không tháo là nó mất vững rồi. Cho nên là bữa nào đó chị có cái dịp chị cầm hết tất cả phim ảnh hồ sơ đem lên đây tôi xem, rồi tôi sẽ có cái hướng điều trị cho chị. Dạ. Nhưng mà sẽ rất là khó khăn hơn so với những người mà không phẫu thuật. Dạ.
Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi với chương trình và cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo ạ. Chào bác sĩ. Tôi ở Thủ Thừa, thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An á. Cũng như cái vai của tôi nó bị loại cục xương đằng trước á, té loại ra giờ. Đi bác sĩ trị rồi, bây giờ nó hết, cứ lâu lâu nó cứ loại lên vậy hoài. Nhờ bác sĩ tư vấn giùm sao cho hết. Cái trường hợp của mình là cái vai. Cái vai thì do là chấn thương. Tốt nhất là chị phải lên phòng khám phục hồi chức năng ngực đức của chúng tôi để thăm khám lại thôi. Cái mức độ mà khi mà nó lòi ra là nó lòi ra là từ ở cái da, nó có nhiều lắm, xương bả dai hay xương đòn hay đủ thứ hết. Mình xem thử coi nó là cái vị trí nào và sau đó mới có cái hướng điều trị cho chị. Nếu mà nó mà cái cơn đau, lúc mà chị đang đau, cơn đau thì nó sẽ có những cái máy móc nó tác động vào thì nó sẽ giúp đi giảm đi cái tình trạng đau, và khi mà nó đang viêm thì nó sẽ giảm đi tình trạng viêm, thì nó sẽ đỡ đau cho mình. Thì tốt nhất chị phải đi khám để bác sĩ xem, cầm hết tất cả phim ảnh theo để bác sĩ xem, rồi bác sĩ mới biết được là cho phác đồ điều trị cụ thể hơn bằng cái phương pháp vật lý trị liệu. Dạ. Thưa bác sĩ, cái việc chúng ta có thể thấy rằng là điều trị bệnh lý thần kinh tọa nói riêng và những cái bệnh lý về thần kinh cơ xương khớp nói chung thì bằng phương pháp bảo tồn vật lý trị liệu cũng đã giúp cho những bệnh nhân hồi phục lại căn bệnh mà không phải trải qua những cái đau đớn do phẫu thuật hoặc là những cái tác động do uống thuốc. Như vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về cái quy trình mà điều trị vật lý trị liệu tại phòng khám Ngọc Đức của chúng ta thì như thế nào? Đối với những người mà đau thần kinh tọa đi ha, người ta đau lưng, đau lan xuống chân thì khi mà đi thăm khám, đối với những người mà khám lần đầu thì lên để bác sĩ thăm khám xem là mức độ nặng nhẹ như thế nào. Tại vì khi mình khám nó có những cái test để coi là cái dấu của cái mức độ nặng nhẹ nó như thế nào đó. Thì nếu mà nhẹ thì cho chụp một cái X quang, còn nếu mà nặng thì mình đi chụp một cái cộng hưởng từ MRI. Rồi sau khi mà có kết quả phim về thì mình biết là ở cái mức độ nó như thế nào, bệnh nhân đó bị bệnh lý đó, thì mình sẽ cho cái hướng điều trị vật lý trị liệu cho nó phù hợp. Vật lý trị liệu ở đây có nghĩa là dùng những cái máy móc nó tác động vào. Còn vật lý trị liệu nó là dành cho những bệnh nào thì nó rất là nhiều bệnh. Thì bây giờ mình đang nói thần kinh tọa thì mình khu trú ở cái thần kinh tọa thôi, chứ có nó là tai biến cũng có nè. Đối với gai khớp gối nè, gai gót chân nè, viêm chu vi khớp vai nè, là những người đưa vai lên khó khăn á, được vận động khớp vai khó khăn nè, rối loạn tiền đình nè, rồi đối với những em bé mà về cổ nè, chậm vận động nè, đối với những cái tật mà khi em bé sau mới sinh ra nè, đó nó rất là nhiều, can thiệp nhiều lắm. Cho nên là đối với thần kinh tọa thì mình sẽ khám sau đó là mình sẽ có cận lâm sàng, rồi mình điều trị bằng cái phương pháp vật lý trị liệu. Tùy theo mỗi người, có nhiều người là phải sử dụng phương pháp này, có nhiều người phương pháp khác. Rồi đó, khi mà vật lý trị liệu thì cần lưu ý là mình phải đi trước mắt là trong một tuần. Sau một tuần đó được bác sĩ thăm khám lại là 10 phần mình giảm bao nhiêu phần. Rồi sau đó mình sẽ ví dụ như còn 7 phần đi là còn giảm 3 phần, còn 7 phần mình điều trị trong 3 tuần nữa chẳng hạn như vậy. Đặc biệt là ở vật lý trị liệu thì cái giá chi phí nó cũng không cao lắm. Một lần kéo lưng 50.000, một lần siêu âm trị liệu 50.000, một lần chạy điện dòng điện trị liệu cũng 50.000, nói chung môn nào cũng 50.000 hết. Tùy theo là mình bao nhiêu phát đồ thôi. Rồi và có cái nơi ở lại cho những bệnh nhân ở xa nữa, và có nơi ăn uống nữa, cho nên là cũng tiện. Dạ. Rất là cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ vật lý trị liệu Tống Thị Kim Ngọc trong chương trình hôm nay. Quý khán giả thân mến, những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc cũng đã khép lại chương trình truyền hình trực tiếp bác sĩ gia đình hôm nay. Nếu như quý khán giả muốn tiếp tục nhận được những đợt tư vấn về phương pháp điều trị hiệu quả cho những bệnh lý về cột sống thì có thể liên lạc tiếp tục về số máy là 02822 369898, 0906 700 345. Các bác sĩ ở phòng khám chuyên khoa vật lý trị liệu Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh sẽ tư vấn cho quý khán giả. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Tống Thị Kim Ngọc đã dành thời gian đến với chương trình. Xin được cảm ơn phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những cuộc điện thoại của quý khán giả từ khắp nơi. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo với chủ đề điều trị bệnh đau lưng hiệu quả. Xin mời quý vị đón theo dõi và tham gia với chương trình. Còn bây giờ thì Hoàng Thư và những người thực hiện chương trình xin được kính chào tạm biệt. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức chuyên tư vấn thăm khám và điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, thoát vị địa đệm, thần kinh tọa. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trong việc thăm khám và điều trị bệnh với các trang thiết bị hiện đại nhập từ châu Âu. Tận tâm y đức trong việc tư vấn thăm khám và điều trị.
để đạt được hiệu quả trị liệu cao nhất trong việc đem lại sức khỏe, cuộc sống tinh thần một cách mỹ mãn, hạnh phúc cho quý bệnh nhân. Đó là phương châm hoạt động của phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, thành phố Hồ Chí Minh.